Mình xin chào quý chú anh chị các bạn nha. Bữa nay cái vườn nhà mình nó xanh lại cả nhà. Mấy cây bắp này nó cũng cao lên, nó thoát được mấy con chuột rồi. Hôm bữa cái đợt này nè, nó cũng ăn hết khoảng 6-7 cây. Tại cái đợt này nè, là mình để chung với cỏ với mấy cái cây cây rau rau dền đó. Nó lộn xộn chung với cỏ với rau dền đó. Cho nên chuột nó cũng hơi khó phân biệt, cho nên mới còn nè. Chứ mấy lần kia là mình mằng sạch sẽ hết, chỉ có bắp thôi là nó lên nó ăn hết trơn. Bụi mía bữa nay cũng bự bự rồi nè. Mía này chắc khoảng 2 tháng nữa là có ăn được rồi. Mấy cây dưa leo già dưa leo đợt này ăn nó không được bền, ăn được có mấy trái à. Mấy trái hu hoa chín đỏ chưa, nó bung ra chưa, tại chưa có ăn cái gì cho nên để trong nhà hổm gậy cũng chưa có ăn gì luôn. Với lại trồng đợt này á, nó không được tốt, nó có mấy trái à, phải nói nhiều nhiều mình hái vô cũng được, nó ra lần có 1-2 trái gì đó, không đều. Nay không biết vợ mình nấu gì đây, nãy giờ mình sửa xe ngoài trước. Nay nấu món gì vợ? Chào cả nhà, bữa nay vợ nấu gà rán với trà trái cây người kế. Con chào ông bà cô chú. Linh đang cắt chanh dây để làm trà trái cây à? Dạ. Ủa tắt chi nhiều dữ vậy? Lấy cái muỗng nhỏ dễ nạo lên. Muỗng nó cũng nhọn này. Mẹ không có chân gì tư. Mẹ đi chùa rồi. Đi chùa với mấy người Phật tử sớm mà. Vậy mua gà là mua cái gì vậy? Mua cánh hay là mua đùi? Mua đùi không ạ. Để làm trà trước đi rồi nó ướp gà, rửa gà. Ủa tắt mà rửa bằng muối à? Dạ. Thay thay em nè. Gà trái cây nhiệt đới này nó nhiều loại trái cây ha. Dạ. Mùa hè uống này đúng bài rồi đó. Này là chanh dây Đà Lạt. Đúng rồi. Ủa sắc mấy đó ướp đường hay gì vậy? Dạ. Nhi nghỉ hè cho Nhi. Dạ nghỉ rồi đúng không? Hết học rồi đó. Người ta nghỉ, người ta gần tụ trường lại rồi con mới nghỉ à? Ủa lại học xong chưa? Dạ học xong rồi. Xong 12 năm cấp sách đến trường. Có cấp sách đâu? Có. Thì là kết thúc đúng không? Tốt nghiệp rồi ha. Đúng rồi. Cam Mỹ vậy? Dạ. Yeah. Trời chuyển mưa cả nhà, không biết mưa không đây.
làm cái này tới chiều mới ăn, tại vì mình còn ướp mấy cái trái cây đó, ướp đường cho nó thấm khoảng 3-4 tiếng. Chứ làm thì lẹ nhưng mà cái thời gian đợi ướp cho nó thấm thì nó hơi lâu. Hai đứa Linh Nhi đang rửa mấy cái mía lào rễ chanh cho vợ mình nấu nước là nấu nước bán, còn bữa nay uống là uống trà trái cây nhiệt đới. Dâu gì tùm lum hết trơn, trái cây vậy giờ từ lúa hết trơn hết rồi nè. Trà trái cây nhiệt đới. Trà trái cây hả? Ừ. Ngộ vậy. Chiều ra uống, giờ làm ướp cho nó thấm cái chiều mình. Trời, giờ không muốn ăn thử cái này được không? Được. Tép thử là ngọt không? Dưa lưới hả? Dạ. Dưa lưới vàng. Ủa nãy hình như gạo với Tư hay là cà đa với Tư? Ai với Tư? Gạo à? Làm gạo. Nó chơi cô nguyên cái cục đắt gì hồng hồng á, rồi ngồi thì mặn vào cái nó chơi dục đâu, còn có mặn ngón tay à. Cái tắc này giờ cắt lát ra rồi mình gỡ hột bỏ. Con lấy thì tâm đi Linh. Làm giống như vậy đó. Dạ, cái để sửa lại, cắt gọt nhọn lại với cho nó ngắn lại, chưa có sửa lại mới gắn lên à. Với rảnh sơn màu đen cho nó tối màu, sơn cái ống nước đó lại. Nuôi cá nhiều á phải làm cái vàng lọc bự vậy nè, lọc hai cái thùng luôn, mình bỏ cái lu à, để cái lu nó khó lắm, mình bắt mấy cái ống vô nó dễ bị xì nước á, cái thùng mũ này nó dễ hơn. Mấy này làm mà cá nó hơi nhét, chốn ở dưới. Giờ ướp mấy cái này. Ê, tắt cho ướp chung luôn hả? Dạ. Vậy là nó chua lè mấy cái kia sao? Thì nó chua mà không chua ngọt ngọt chứ. Tắt ướp riêng đi. Đấy. Rồi số phận rồi, ướp riêng rồi, nhiều quá. Cái này... Sợ ướp chung rồi cái nó lây qua mấy cái kia chua lè chua lét. Dầu nó dễ bị dập lắm nên vậy cho nó vô xa. Cái này 1 ký đường mình làm khoảng nửa ký. Nửa ký đường cho một thao trái cây. Đổi thao. Này trộn nhẹ nhẹ lên. Hello. Cái lu gạch chơi à? Không có gì ăn đâu. Chiều mới có ăn. Nhìn thấy ngon quá, thơm quá. Nó tươm nước ra, nước đường. Cái này có phơi nắng không ta? Dạ không.
để vậy đó, cho nó thấm đường vô từ từ. Cái này không có để cho nó lên men được. Cái này mình để cho nó tan đường hồi mở tủ lạnh. Nước sôi á, mình trụng nó qua một cái cho nó sạch, nó bán gì cái mùi hôi. Ô cái này hồi mình hấp hay sao vậy? Dạ đúng rồi, hấp rồi mới chiên phải không? Mình ướp ướp rồi hấp. Ừ, ướp rồi hấp rồi mới chiên ha. Dạ. Gà rửa sạch sẽ xong rồi bây giờ mình ướp. Cái thau bên kia bự hơn không? Cái thau vậy mới đổ qua đó. Nó lớn hơn, lớn hơn thì mình ướp nó cho dễ. Ướp hai bịch sữa, hai bịch sữa tươi. Cái đó có đường không vậy? Dạ không. Không đường ha. Cho miếng sữa đặc vô. Miếng bột ngọt, miếng cà no. Cái nồi đang nấu bên kia là nồi nước mía lao. Để hai bịch sữa vậy nè, cho nó thấm cái gà. Khoảng chừng một tiếng sau cái mình đem đi hấp rồi mới chiên. Mấy cái mía nó mập lù cả nhà. Đánh lóng bớt. Được mấy trái cà nè, một trái, hai trái, ba trái, đằng đó trái nữa bốn trái, phía trên nó một trái nhỏ nữa là năm trái. Để hai bốn trái bự vô trước để nó già. Mấy cái cà này kiến đó cả nhà, kiến nó đeo tùm lum chứ, kiến kiến vàng, ô lộn, kiến lửa. Mấy kiến lửa cắn ngứa dữ lắm. Bốn chạy. Cái trà này thơm quá vậy. Mới cắt cái bọc ra thôi mà thấy thơm rồi. Trà này gọi là trà đen số 9. Giờ bỏ lên giờ cần để mình liều lượng cái mực nước. Ủa, trà này đúng là trà đen thiệt, cái đen phui lui à. Bao nhiêu trà, bao nhiêu nước vậy? Cái này vậy khoảng 200 gram trà. 200 gram trà là mấy lít nước? 3 lít không? 3 lít nước. Rồi giờ mình bỏ trà vô. Trà ngộ quá, đen phô lui à. Rồi lấy đồ quậy quậy lên cho nó thấm như vậy. Cái này mình nấu trà luôn hả ta? À, chừng 5 phút là tắt được rồi. Cái này nó đậm lắm, hồi mình phải pha thêm nước nữa. Tức là bỏ nước đồ rồi. Rồi tắt bếp, đậy nắp lại cho nó ra trà. Mình bắt cái nồi hấp bên đây để mình hấp gà. Gà này nãy giờ quên bỏ hành với tỏi, mới bỏ thêm sao vô. Bỏ hành tỏi nó mới thơm. Giờ bỏ vô hấp. Hấp nó sẽ ngọt hơn. Luộc cái nó hết nước ngọt rồi.
bột chiên giòn pha với trứng gà. Rớt cái vỏ ở trong không? Nó hơi bị ốc trâu rồi. Dạ, một chút mình lượt qua gây nữa chờ. Này mình gây lượt lại cho nó mịn. Cái này nó xèo xuống rồi nè cả nhà. Ngày sớm tính ra bỏ gần 1 kg đường luôn cả nhà, một nửa ký không đủ. Rồi cái bỏ thêm là gần 1 kg. Cà na mới ngủ dậy à. Cà na mới ngủ dậy. Ăn cháo chưa? Chưa đậu. Chưa ăn kiếm ốc hả? Ngày sớm giờ ốc đâu có cơm. Nó 2 giờ uống nhiêu rồi. Nó ra hết chắc rồi mình vớt ra bỏ. Hồi lượt lại cái nữa là đóng chai đem bán. Này là lá dứa đó nha. Này bỏ vô cái là nhắc ra liền chứ không có nấu nữa. Nấu nữa là nó, lá dứa nó sẽ bị lợn cợn á. Bỏ vô cho nó thơm. Cái trà này để nãy giờ nó cũng ra màu đậm rồi, là bây giờ mình đổ ra mình lượt cái xác lại. Bỏ nguyên cục đã gì vậy? Lâu quá. Cái này nóng nó bỏ vô nó tan kìa. Nóng bỏ. Nên cố tình nó bỏ đá chưa? Cho nó mau nguội để nó giữ cái mùi trà, chứ để nó nóng nó bốc hơi đi cái mùi hết. Gì lắc dư vậy? Lắc cho nó đều. Vừa hết bột trong thao luôn hả? Dạ. Giờ lăn được 2 dĩa nè. Giờ bỏ vô chiên. Ủa? Bên đó là bột gì? Bột Asiwit tổng khô chiên. À, còn này là cái bột chiên giòn đấy à. Gà này nó chín là chủ yếu là mình chiên cái bột thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Này lên. Nhìn đẹp quá. Đang hồi bột chiên sầu. Quyên sắp tới giờ chưa? 5 giờ, 5 giờ lên đường. Để xíu nữa chiên này xong cái nữa là con ăn được rồi mình hái cá học tay hả? Ờ, chị tư ẩm ra nhìn mấy con cá đó khoái. Bắp đợt này ốm đắt nó hết chắc dinh dưỡng rồi. Đắt phải này xong đợt này chắc phải. Đúng rồi. Phải ngưng cho nó lâu lâu rồi vô phân đồ lại nó mới được. Không được rồi cũng vô phân đó nhưng mà nó cũng không tốt nữa. Rồi, chuyện mưa quá trời quá đất rồi cả nhà ơi. Kiểu này chắc mưa thiệt á. Bé Như đang chạy về không biết kịp mưa không đây. Còn bé Huy nữa. Cái Quy thì bữa nay ra ngoài nhà mẹ chơi, không biết về tới chưa, hồi sớm có điện rồi. Nãy nói chuyện chị Quy rồi. Ờ. Chị Quy gì kịp không? Chị Quy nói chuyện cũng không biết nữa. Ờ, hên xui đi. Tranh thủ, Huy ha, nó sẽ tranh thủ. Có đi quán trường hả? Dạ, đúng rồi mà. Kiểu này khỏi đi luôn rồi. Hên xui đi, biết đâu mưa sớm, tạnh sớm thì đi. Ê cho làm đi quán trường cũng dễ hết người ta. Như bữa em chị nghe đến trường em thấy có mấy chiếc xe dựng hết rồi. Có cái tóc rồi.
Rồi mấy đứa vô ổn định chỗ ngồi đi. Lẹ lẹ cho Nguyên đi học nè. Nguyên, Nguyên, con sắp ghế rồi, ngồi rồi đi. Ừ rồi, vậy vô vô vị trí đi, ai ngồi ở đâu tự chọn đi con. Đấy, đừng, không có chị. Ủa, lắc hả? Bartender hả? Ờ, cái này kêu ba chung ra lắc mới được. Chung ơi, ra lắc này Chung ơi. Ơi, lắc lúc động, không sao thì nó giăng rớt hết trơn, hết mạnh quá. Rồi, đi muốn hút vô mẹ. Ủa, quên. Trời ơi, sai bài nha. Ủa, chưa thuộc bài kìa. Đổi à, đổi người mới à, kêu chung ra lắc à. Được rồi. Gì lắc có hai ba cái vậy thôi hả? Lắc nhiều quá đó lên bọt. Ta lên bọt rồi mới đúng. Để cái này vô nữa là nó sẽ đầy lên luôn. Hết cái mình cho thêm. Rồi vô. Được không? Gió quá trời gió rồi. Nay em bán chả trái cây em chín thôi. Ngon quá, ngon hết hết. Rồi. Lấm gỡ. Gớt cái nắp rồi. Lắc gớt nắp luôn. Thấy anh chín ra rung luôn. Quyền với cha con uống trước đi để tới giờ đi rồi đó. Rồi, rồi ăn luôn đi để mưa tới nè. Rồi tới con đi về đi, như chưa tới nữa. Quá trời chuyện rồi. Người ta lắc, người ta phải thảy lên rồi, chìm tay rồi. Thế mà Chung không vậy nè. Chung lắc mà nổi chuột luôn đó. Chung lắc là nước đá là tan hết trơn luôn á. Muốn dạy gì vậy? Quên hoài đó. Linh Nhi Quy rồi à, rồi xuống ăn đi con. Như về tới giờ đó. Vậy sao thì ăn sao đi con. Uống đi anh Chính. Nào đâu ai biết. Đưa cho anh Chính vậy. Ít đá, ít đá lại quậy ly mới vậy, làm ly mới bỏ ít đá thôi, bỏ ít nước đá lắc lên. Ít đường thôi, ít đá ít đường luôn. Ít đá ít đường luôn. Trái cây nhiều, ít đá ít đường. Thấy được rồi đó, cưng lấy cái đi cưng, em vui rồi. Đi ăn đi để nó nguội không ngon. Nhi con lấy cái dĩa nhỏ nhỏ chừa cho thằng Thắng miếng gà Nhi. Ai thử miếng gà coi. Chia tương ớt nha. Mở cái đó từ để em coi cho. Qua ngồi chạy chị của đang đi. Tôi để đi thưa. Để luôn nhỏ luôn. Qua ngồi. Kêu chúng đi cộng.
tung đang trong cái vàng đó. Ngồi đó đi. Đây cho chị Tư mới chàng chè tinh cộm chàng dữ vậy quá trời chàng luôn á. Trời anh chính hay quá quá tàu quá hút luôn mẹ hút thôi thánh thần thi tụng ơi nó chua chưa chàng này trời hút cái chanh nữa hả Vinh kìa nó để lên kìa ủa mày thương cả mà cũng tương ớt rồi rồi tương ớt đi hớ luôn cà luôn. Hớ cà chung luôn. Dư một ly phải không? Cái gì? Đạt chưa có kìa dư tỷ đó. Ủa? Đây đây đây. Trời ơi sao mày em cứu vậy chồng? Chưa muốn uống rồi. Thôi chị cứ đi ăn thêm. Nè, bắt nè. Muốn ăn được không? Chắc ăn được, ăn đi, ăn cho thông. Thông cổ. Mới thông rồi. Cũng lâu rồi. Thông dữ chưa bác? Mới thông. Phải uống trà thành thông vô vô một trứng nữa vô kêu nó cái là nhiều kêu một trứng với giả nó ra luôn nè tới rồi tới rồi vô tắm ừ vô hai ly nè cho hai đứa đó vô thử coi bán được chưa. Giờ em đặng dĩa đi con nha. Nhấp lên cái thau hồi nãy đi. Đây. Trốn, trốn, trốn em mới gạo qua tới. Gạo tới, gạo tới. Rồi, trứng nè. Đây. Thấy ông trứng quý quá hả? Đó này có ăn ngồi không? Không, không. Ngồi đi. Cái này trời ngon quá nè trời. Cái này chín bán được. Bán được không? Cái này là mướp cam hả mổ? Này là trà trái cây nhiệt đới. Cái đó là cam đó con. Cam. Đúng rồi. Cam dưa lưới. Hay là trái cam? Trái cam mà cái mình sắc ra cái ướp nước đường sớm giờ mới có 3 tiếng đồng hồ à. Đúng rồi đêm nó hấp dữ hả? 4 tiếng giờ. 4 tiếng không? Nè không có trái cây. Nè, trái cây đi không chứ. Cái mút thịt mới nướng xong rồi đó. Ủa trong nữa chứ. Trái cây này là mới năm luôn á, chứ không có qua đêm. Đúng vậy. Đây. Thiếu. Thiếu chị chồng. Ủa anh Minh đã không? Ủa tao chịu không chứ đúng không? Chưa có. Con kiếm gì? Con kiếm gì? Đây, chén đây. Đây, hai đứa ăn trong chén được không? Rồi con lấy tương ớt hay tương cà. Chị hai đâu chồng? Không thấy chị hai luôn á. Không thấy yêu như vậy. Mẹ con cưới về. Bỏ gì đi ra đó thấy không? Đây, cho các chồng một ly luôn. Rồi để đại. Ủa ly này đạt mấy chưa uống hả? Chưa, chưa. Nè, bé hẹn uống đi. Là mới để mà đang đặt mấy đi mới đi cho nó nhìn nó ngon nó hấp dẫn. Chàng chè thốt liền rồi. Hơi xẹp rồi. Cho mấy gạo uống. Gạo thấy con cá con uống chưa? Chàng luôn. Ngon quá. Ngon quá. Cầm tắt rồi. Lấy ra rồi. Được, dính nút luôn. Dạ, muốn ăn rồi. Chín đút đâu có dám mà không ăn. Có ai thêm trái cây không? Mẹ con có về không? Hai chị em mà phải không? Có ai thêm trái cây hay gì giơ tay lên nha. Có ai thêm trái cây không?
Cần ghét hư 2-3 cây cân luôn à. Qua ngon chồng ơi. Cái này hồi nãy làm thử uống trước là thấy chưa đạt lắm. Điều chỉnh lại nữa. Thấy ghê quá vậy. Chạy cũng chạy được luôn đó. Ngon không? Chạy ngon không? Ngon không? Khác chính một rồi. Rồi vậy là nó sợ mẹ hơn, sợ ông chính rồi. Ăn lẹ lên cho cá ăn nè. Chưa có rảnh để sắp xếp nới cái chòi ra cho nó rộng xíu. Nới rộng ra bên hông phía bên hồ cá nè. Cho nó rộng ra khoảng chừng 1.5 m nè. Gì vậy? Gạo đòi trứng lộn à? Trứng nào cũng trứng lộn nha. Ê, có lấy gà cho nó ăn không Sướng? Con lấy một bài gì? Chồng ngoan không ấy? Ừ. Năm giờ rồi đó, cái lò phát thanh nó phát lên rồi đó. Hai giờ. Năm giờ. Ủa sao tự nhiên nói 2 giờ ta? Quen cái miệng á, chỉ biết là 5 giờ thôi à. Ủa nhưng mà ai nói 2 giờ mà nó nghe quen á chứ. À nó lỡ dở giờ chưa quá. Bất cứ lúc nào á gạo mà thành con.
Cái lòng của nó lên mềm nha, sẽ không ngon. Thêm ăn kia cái chuyện lấy thịt thêm kìa. Miếng chưa nữa. À nè, chuyện xuống lên, lấy đưa con chuyện xuống không? Khi chờ chân thắng kìa. Gà chảy chút xíu nữa là hết gà rồi. Thêm bên tay kìa. Trà Vinh mới gì à? Đó. Đầu vô cái. Cái gà. Đúng cái đầu đó gà. Cái gì vậy cái ly luôn. Đấy, có một cái đây nữa. Cái ly này có lý à. Cháu luôn ha. Nó đầu tư luôn kìa, nó chung, nó đầu tư đó. Chung luôn đó. Mượn con chung. Bán nữa luôn. Bán nhiêu tư á mới dẹp á. Vậy hả? Bữa nay tới tiền bán cho chị tư cái gì. Mới dẹp rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Đây. Kìa ông kìa, ông chín ăn hết rồi kìa. Coi dính đạn con. Bữa nay giỏi quá, ăn phút 30 giây hết tiếng cơm rồi trời. Con tiếng thằng chết ai không? Thôi cũng trễ rồi, mình cũng xin kết thúc video. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Chuyện quá trời chuyện mưa mà chưa thấy mưa.